Là bằng nào tiền? Thank you.
bán rồi như Thank you.
làm chưa được chị? À. Con này mình phải ăn cái xương xào ăn thì nó ngon. Dạ. Móng giò. Ờ. Cổ cánh mà gan, nhưng mà gan nếu mà lớn với cổ cánh gan là gan phải 5-6 cân để làm mới ngon. Đấy, ngồi đi chú đã.